Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sống An Vui. Lời đầu tiên, cho phép chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, có bao giờ bạn vừa tắm xong mà vẫn cảm thấy ngứa ngáy ở một số bộ phận trên cơ thể chưa ạ? Thông thường thì mọi người luôn cho rằng đây là những biểu hiện hết sức bình thường và không có gì đáng lo ngại. Song bất cứ biểu hiện nào trên cơ thể đều có những lý do. Các chuyên gia y tế cho biết, ngứa da là do cơ thể bị tích tụ độc tố, không thoát ra được. Đồng thời, đây cũng là dấu hiệu rất có thể bạn đã gặp phải các căn bệnh như viêm gan, tiểu đường, các bệnh da liễu. Thậm chí, nếu không phát hiện và chữa trị kịp thời, một số trường hợp có thể dẫn đến bệnh ung thư. Đến đây thì các bạn cũng rất ngạc nhiên vì bấy lâu nay, nếu cảm thấy ngứa thì chỉ việc gãi thôi, chứ chẳng hề để tâm đến nguyên nhân tại sao cơ thể lại mắc những vấn đề này đúng không ạ? Vậy cụ thể, ngứa ở bộ phận nào là dấu hiệu của căn bệnh gì? Thì xin mời quý khán giả cùng theo dõi video để tìm được cho mình câu trả lời nhé! Thứ nhất, ngứa mũi là dấu hiệu của bệnh viêm khoang mũi, viêm mũi. Bạn hay cảm thấy ngứa mũi mỗi lúc thay đổi thời tiết hoặc đơn giản chỉ cần đi ngoài đường, ngồi dưới điều hòa nên cứ muốn hắt hơi thì cần cân nhắc tới bệnh viêm mũi dị ứng. Khi bị bệnh này, khoang mũi sẽ hay bị ngứa, nếu bị nặng còn bị chảy nước mũi và hắt hơi liên tục. Bệnh này thường hay tái phát vào mùa đông xuân do thời tiết thay đổi, độ ẩm trong không khí thấp. Thứ hai, ngứa mắt, triệu chứng của các vấn đề về gan. Theo các chuyên gia, ngứa mắt liên tục có thể là dấu hiệu cảnh báo của bệnh gan, bởi khi gan bị suy yếu, tổn thương sẽ khiến quá trình đào thải độc tố trong cơ thể bị ngưng trệ và gây nên hiện tượng ngứa da hoặc ngứa mắt. Đồng thời, bệnh nhân cũng sẽ bị khô và đau mắt hay có ghèn mắt. Mặc dù biểu hiện này giống với bệnh đau mắt nhưng dùng thuốc nhỏ mắt lại không hết. Thứ ba, ngứa bàn chân là một trong những dấu hiệu của bệnh tiểu đường. Khi bị bệnh tiểu đường, lượng đường huyết trong máu sẽ tăng lên liên tục trong một thời gian dài. Điều này vô tình ảnh hưởng tới sức đề kháng của bản thân và gây nên tình trạng nhiễm trùng, khiến bạn hay cảm thấy ngứa ngáy ở bàn chân. Do đó, nếu thấy ngứa bàn chân liên tục thì bạn nên tới bệnh viện khám xem sao nhé. Thứ tư, ngứa da chứng tỏ nội tạng có vấn đề. Khi bị ngứa da, đầu tiên bạn nên nghĩ tới bệnh gan, do gan bị tổn thương khiến chất độc ứ động trong cơ thể. Khi đó, cơ thể buộc phải bài tiết chúng ra ngoài bằng đường mồ hôi thẩm thấu qua da. Khi đó bạn sẽ thấy ngứa da bất thường, ngứa liên tục không khỏi. Ngoài bệnh gan thì ngứa da là triệu chứng của bệnh tim mạch, bệnh thận, bệnh bạch cầu và bệnh về hệ thống nội tiết. Vì vậy, các mẹ cần cẩn thận, không được chủ quan mà bỏ qua bất cứ dấu hiệu nào. Thứ năm, ngứa tai là dấu hiệu của bệnh viêm ống tai ngoài. Bình thường, ngứa tai nếu không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt thì ít người nào đi bệnh viện khám mà chỉ dùng tăm bông hay tay để ngoài tai cho đỡ ngứa. Tuy nhiên, ít ai biết rằng ngứa tai là một biểu hiện của bệnh viêm ống tai ngoài. Nguyên nhân là vì ống tai bị viêm sẽ ảnh hưởng tới lớp lông tơ và gây nhiễm trùng, từ đó khiến bạn thấy ngứa tai liên tục. Bên cạnh ngứa thì bệnh nhân cũng sẽ khó ngủ, đau nhức tai. Nếu nặng lên, bạn còn có thể chảy mủ, ù tai, chảy máu. Thứ 6. Ngứa mông, biểu hiện của bệnh về da. Khi bỗng nhiên bị ngứa ở mông, bạn rất có thể mắc bệnh viêm da dị ứng, vẩy nến hoặc lichen sâu hóa. Do đó, các mẹ cần đi khám để có phương pháp điều trị, đừng để lâu dài lại thành ung thư da. Quý vị và các bạn thân mến, những dấu hiệu vừa rồi thường hay gặp trong cuộc sống. Có thể nhiều người bỏ qua và coi đó là những điều bình thường của cơ thể. Tuy nhiên, đó lại là những nguy cơ cảnh báo cho cơ thể đang tích tụ nhiều độc tố. Vì vậy, khi cơ thể bạn ngứa ngáy tại các vị trí mà chúng tôi vừa chia sẻ, thì hãy chú ý và theo dõi để có thể nhận biết sớm được các vấn đề trong cơ thể mà bạn đang gặp phải. Bên cạnh đó, có những dấu hiệu lạ thường khác mà bạn cũng cần phải lưu ý. Những biểu hiện đơn giản nhưng lại báo hiệu được tình trạng cơ thể bị nhiễm độc. Càng về lâu dài, sức khỏe của bạn sẽ càng bị xuống dốc trầm trọng. Và điều này sẽ được tiết lộ trong phần nội dung tiếp theo của video. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thứ nhất, táo bón. Do thói quen ăn uống không khoa học, chế độ ăn nhiều đạm, ít chất xơ, ít vận động thường xảy ra ở người làm công tác văn phòng. Ăn uống không hợp lý, thiếu chất xơ, uống ít nước làm cho phân cứng khó thải ra ngoài. Ít vận động, stress do uống thuốc Tây, một số thuốc có tác dụng phụ gây táo bón, thuốc ngủ, thuốc hạ huyết áp, thuốc chống trầm cảm, chống dị ứng, thuốc chữa dạ dày.
lười đi cầu, nén hoặc nhịn đi cầu do thói quen đi đại tiện không đều, bị mất ngủ, căng thẳng thần kinh, do gặp phải vấn đề ở ruột hoặc hút thuốc lá, uống quá nhiều trà và cà phê. Lười đi cầu, nén hoặc nhịn việc đi cầu do thói quen đi đại tiện không đều, bị mất ngủ, căng thẳng thần kinh, do gặp phải những vấn đề ở ruột hoặc hút thuốc lá, uống quá nhiều trà và cà phê. Nếu bạn thường xuyên bị táo bón, chứng tỏ cơ thể bạn đang bị mất cân bằng, nhiễm độc tố. Nếu để càng lâu, chứng táo bón gây ra bệnh lý về bệnh trĩ, sa trực tràng, cơ thể mệt mỏi. Thứ hai, hơi thở có mùi. Hôi miệng thường là triệu chứng liên quan đến các vấn đề tiêu hóa, thường xảy ra khi hệ thống tiêu hóa đang quá tải với tất cả các thực phẩm và chất được dung nạp vào cơ thể. Đó cũng là dấu hiệu cơ thể bạn đang nhiễm độc. Tình trạng suy gan có thể tạo nên hơi thở có mùi rất đặc trưng, đó là mùi quả thối. Đây là dấu hiệu cho thấy gan không còn đáp ứng được chức năng do bệnh gan tiến triển. Các dấu hiệu khác của suy gan là vàng da do tăng nồng độ của bilirubin. Thứ ba, dị ứng, mụn nhọt, mẩn ngứa. Gan làm nhiệm vụ thanh lọc tất cả các loại đồ ăn, thức uống đưa vào. Nó đủ thông minh để nhận biết đâu là chất độc để thải ra, đâu là dinh dưỡng để giữ lại. Khi các loại độc tố đưa ra cơ thể quá nhiều, dồn dập thì gan sẽ hoạt động quá công suất và lâu dần sẽ bị tổn thương. Khi chất độc tích tụ lâu ngày sẽ dẫn đến các triệu chứng của nhiệt cơ thể bị thể hiện ra bên ngoài như nổi mề đay, mẩn ngứa và đặc biệt là mụn nhọt, mẩn ngứa. Bệnh hay gặp ở xứ nóng, các khu vực khói bụi ô nhiễm, cơ thể người tiết ra nhiều mồ hôi để cân bằng nhiệt. Đó là điều kiện rất dễ phát sinh dị ứng, mụn nhọt, mẩn ngứa. Thứ tư, thường xuyên mệt mỏi. Thức dậy mệt mỏi mỗi ngày là dấu hiệu cho thấy cơ thể của bạn cần giải độc ngay lập tức. Mức năng lượng thấp khiến bạn có cảm giác kiệt sức kéo dài. Hầu như tất cả mọi người đều trải qua một lần thiếu năng lượng. Chúng ta đều biết rằng nhiều thứ có thể làm chúng ta mệt mỏi. Thức khuya, làm việc quá sức, ăn uống không điều độ. Những điều này làm giảm khả năng thải độc của cơ thể. Thứ 5. Đau nhức xương khớp và cơ bắp. Dù bạn không tập luyện nặng nề hay quá sức nhưng vẫn thường xuyên cảm thấy đau cơ và xương khớp. Điều này có thể là dấu hiệu cảnh báo cơ thể bạn đang tích tụ quá nhiều độc tố. Các độc tố có tác dụng ngay lập tức đối với cơ bắp vì chúng thường đến từ thức ăn bạn tiêu thụ hàng ngày. Nếu bạn bị chuột rút hoặc đau cơ bắp mà không giải thích được, hãy ghi lại vì bạn có thể tìm ra được các loại thực phẩm gây nên tình trạng này. Tình trạng đau nhức cơ và xương khớp có thể là dấu hiệu của tình trạng viêm không kiểm soát. Do đó, nếu không thể tìm ra nguyên nhân gây viêm, bạn nên đến gặp bác sĩ để xin lời tư vấn để thử thanh lọc cơ thể. Mặc dù cơ thể có hệ thống tự đào thải các chất độc ra ngoài, nhưng khi có quá nhiều độc tố tích tụ, hệ thống này không đủ khả năng làm hết việc và bị quá tải. Vì vậy, thải độc tố tích tụ cơ thể là biện pháp hiệu quả giúp làm sạch đại tràng, tăng cường chức năng của hệ tiêu hóa, nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Hãy cùng sống an vui thải độc cơ thể bằng các cách đơn giản và hiệu quả đến từ các loại thực phẩm sau nhé. Thứ nhất, cách thải độc cơ thể, bắt đầu ngày mới bằng một ly nước chanh. Chanh rất giàu vitamin C và chất chống oxy hóa nên có thể đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Một trong những cách đơn giản mà hiệu quả giúp thải độc cơ thể chính là uống nước chanh ấm hàng ngày trước bữa ăn sáng. Điều này sẽ giúp bạn nâng cao khả năng miễn dịch, giúp giảm cân và giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Khi uống nước chanh, bạn cần lưu ý pha loãng để tránh gây hại cho dạ dày. Mỗi sáng bạn chỉ cần nửa quả chanh cỡ vừa pha với 500ml nước là đủ giúp bạn tăng cường sức khỏe. Thứ hai, uống nước ép rau quả tươi mỗi ngày. Cách thải độc cơ thể bằng nước ép sẽ giúp bạn giảm bớt các độc tố trong người. Đây cũng là cách detox có lợi cho sức khỏe cùng với thói quen uống nước lọc. Một ly nước ép đủ loại trái cây và rau xanh sẽ cung cấp cho bạn nhiều vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng cơ thể cần. Nước ép cà rốt, nước ép dứa hay nước ép dưa hấu là những lựa chọn rất tốt cho bạn. Bạn cần tìm mua các sản phẩm hữu cơ để đảm bảo không thuốc trừ sâu. Lưu ý rằng, thải độc bằng nước ép rau củ sẽ đẩy nhanh quá trình loại bỏ độc tố khỏi cơ thể, do đó bạn sẽ phải đi ngoài thường xuyên hơn. Thứ ba, sử dụng dầu ăn tốt cho sức khỏe. Thay vì sử dụng các loại dầu như dầu hướng dương, dầu hạt bông và dầu hạt cải, thì bạn có thể thay thế bằng các loại dầu ăn được đánh giá là tốt cho sức khỏe hơn như dầu ô liu và dầu dừa. Đặc biệt, nếu bạn lạm dụng mỡ động vật sẽ dễ dẫn đến các bệnh như xơ vữa động mạch, tiểu đường, cao huyết áp. Bạn nên dùng dầu dừa hoặc dầu ô liu đã qua tinh chế khi nấu ăn. Loại dầu này sẽ không biến chất khi gặp nhiệt độ cao. Đối với các món salad trộn thì dầu ô liu nguyên chất sẽ phù hợp hơn. Thứ tư, ăn nhiều trái cây và rau củ. Giải độc cơ thể bằng cách nào?
Bưởi và các loại trái cây họ cam, quýt, bơ, cà chua là những loại trái cây giúp thải độc ra khỏi cơ thể hiệu quả mà bạn nên ăn thường xuyên. Bạn hãy ăn nhiều các loại trái cây trên kết hợp với việc bổ sung nhiều rau củ cho cơ thể để giúp cơ thể khỏe mạnh hơn nhé. Hãy ăn các loại thực phẩm chất lượng tốt, chẳng hạn như sản phẩm hữu cơ vì đảm bảo không thuốc trừ sâu. Bạn nên chọn trái cây theo tiêu chí, mua trái cây theo mùa để dễ dàng mua được trái cây đúng chất lượng. Thứ 5. Hạn chế đường trong khẩu phần ăn. Chế độ ăn quá nhiều đường có thể gây tác hại cho quá trình trao đổi chất và dẫn đến sự phát triển của nhiều bệnh. Do đó, bạn nên bắt đầu bằng cách giảm lượng đường mà bạn tiêu thụ trong các khẩu phần ăn hàng ngày. Bạn có thể tránh thêm đường vào đồ uống như dùng cà phê, trà, ngũ cốc không đường, đồng thời hạn chế các loại đồ ăn được chế biến sẵn vì những thực phẩm này thường chứa nhiều đường không tốt cho sức khỏe. Hy vọng qua những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi, các bạn sẽ thường xuyên theo dõi được sự thay đổi của chính bản thân mình. Hiểu được cơ thể cũng chính là cách để bạn bảo vệ sức khỏe của mình khỏi những tác nhân xấu. Bên cạnh đấy, nếu tình trạng trên diễn ra thường xuyên thì bạn nên đến các cơ sở y tế để được các bác sĩ thăm khám và chẩn đoán một cách chính xác mà vấn đề mình đang gặp phải. Ngoài ra, chúng tôi còn có rất nhiều những video hấp dẫn về kiến thức dinh dưỡng. Để tiếp tục đón xem, mời bạn click vào bên trái hoặc bên phải của màn hình. Còn bây giờ, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.